chăm sóc đã sau một tuần sau sinh nha mọi người. Thì mình đang cho trẻ bú trong vòng 1 tiếng tới một trong vòng 30 phút tới 1 tiếng sau sinh nha mọi người là tốt nhất. Cái sữa ban đầu của mẹ tuy ít nhưng mà cái dạ dày của trẻ lúc này cũng nhỏ cho nên sẽ đủ đáp ứng, không làm cho trẻ đói trong cái giai đoạn này. Mình nên cho trẻ bú theo nhu cầu của trẻ, không nên theo cái giờ giấc nào cả. Vì lúc này là cái dạ dày của trẻ còn nhỏ và nó nằm ngon cho nên cái lượng bú của trẻ nó sẽ rất là ít. Mình nên bú theo cái nhu cầu, ví dụ như mà trẻ mình nó đói nó khóc thì mình nên cho trẻ bú, còn mình không có nên lúc này mình không có nên canh giờ. Ví dụ như nhiều người sẽ canh là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mới cho trẻ bú một lần thì như vậy là sẽ rất là không tốt cho trẻ. Thì lúc này trẻ mới vừa ra thế giới bên ngoài, chưa có quen được với những cái điều kiện sống bên ngoài cho nên là sẽ cần thời gian để thích nghi, cho nên là mình cũng hạn chế giờ giấc lúc này cho trẻ. Mình chưa nên cho trẻ vào cái nền nếp quá sớm, rất là tội cho em. Cái thứ hai nữa là khi mà trẻ mới vừa chào đời thì mình đang sử dụng biện pháp da kề da, đó là khi mà mình trẻ mà mới vừa lọc lòng mẹ thì mình nên để cho trẻ tiếp xúc trực tiếp, nằm trực tiếp lên ngực của mẹ hoặc là bố. Trong cái lúc này là sẽ giúp cho cái trong lúc này sẽ giữ ấm cho cơ thể của trẻ, vì lúc mà trẻ ở trong bụng mẹ là cái nhiệt độ của mẹ nó sẽ rất là ấm, thì trên 37 độ thì nó trẻ đã quen với cái nhiệt độ như vậy rồi, mà khi ra ngoài thì nhiệt độ sẽ thấp hơn, lúc này sẽ thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cho trẻ có cảm giác bị hụt hẳn, mất cân bằng về cái nhiệt độ á, cho nên là mình nên da kề da trong quá trình mà trẻ mới vừa lọc lòng nha mọi người. Bên cạnh đó là trẻ cũng nên được massage và tắm thường xuyên nha mọi người, mình nghĩ là nên tắm hàng ngày. Bên cạnh đó là các mẹ cần phải lưu ý các vấn đề về khóc như là bài tiết. Lúc này trẻ sẽ đi phân su, đó, cái phân su cái phần mà nó hơi đẹp một xíu, hơi đen đen á. Tiếp theo nữa là vòng da sinh lý nè, một số trẻ sinh ra sẽ bị vòng da, mình nên theo dõi cái sự vòng da của trẻ. Nhiều trẻ sẽ là nhẹ hoặc mất nhẹ thì có thể tự hết trong vòng 1 tuần tới 10 ngày. Còn một số trẻ là khi mà nó vòn lên tới mát nó cũng vòn thì mình nên cho trẻ đi khám. Đó, cái này vòng da cũng rất là nguy hiểm. Mình nên can thiệp sớm như mọi người, mình không có để cái vòng da nó quá là lâu ở nhà sẽ rất là ảnh hưởng với trẻ trong cái giai đoạn này. Tiếp theo nữa là nếu như mà trẻ có những biểu hiện mà khó thở, da tím tái, bỏ bú, ngủ ly bì, không có dạy bú đó, sốt đó, thì mình cần nên cho trẻ đi khám sớm nha mọi người. Đó, trên đây là những cái vấn đề cần thiết khi chăm trẻ 1 tuần đầu tiên sau khi chào đời nha.